Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Cả nhà thân yêu có thấy da ua ngon không? Khi mà làm thì da ua rất là mịn, và mình ăn mình cảm tưởng giống như là mình nhớ lại những cái lúc mà mình còn ở Việt Nam, mình ăn da ua Việt Nam á, nó ngon gì đâu luôn á. Thì cách làm rất là đơn giản và dễ làm. Thì hôm nay Thao xin giới thiệu cho cả nhà xem cái cách làm này nha. Thì lâu lâu Thao làm một mẻ vậy đó, để cho cả gia đình ăn, hoặc là ai ăn cũng rất là thích. Cả nhà nếu mà ai có thích thì mình cùng nhau vào bếp để làm nha. Thao có để những cái phần nguyên liệu và những đơn vị đo lường ở dưới phần mô tả, mọi người nhớ để ý nha. Đầu tiên là mình phải có một cái hũ da ua cá như vậy. Thì thường thường Thao làm á, thì mỗi lần ăn xong thì luôn luôn để lại một hũ để mà mình làm da ua cái sau cái mẻ sau. Trước khi dùng thì mình nhớ bỏ ra ngoài nhiệt độ phòng cỡ 30 phút đến 1 tiếng cũng được nha mọi người. Sau đó mình làm ấm lò bằng cách là bật lò lên 170 độ F, là cỡ 77 độ C. Để như vậy để làm ấm lò á. Mình có đây là một hộp sữa đặc á. Đó, mình lấy cái hộp sữa này mình đo lường luôn. Mình đổ nguyên một hộp sữa vào trong thau như vậy. Sau đó mình đổ nước sôi vào trong cái lon sữa đặc này nè, để mình tráng cái lon sữa. Thứ nhất, thứ nhì là mình lấy cái đó mình đâm luôn. Thì mình cho vào là một cái lon rưỡi sữa đặc nước sôi. Rồi mình đã cho vào một lon sữa đặc nước sôi rồi. Bây giờ mình thêm nửa lon nữa. Rồi mình quậy lên cho đều, cho nó tan hết sữa đặc ở trong nước sôi. Sau khi sữa đặc đã tan vào trong nước sôi hết rồi thì mình bỏ vào đây là hai lon sữa tươi. Nếu mọi người muốn dùng loại nhiều chất béo thì mình dùng loại whole milk. Còn không thì mình dùng loại mà không chất béo là skim milk cũng được. Hoặc là ít béo thì 2%, 3% thì tùy mình chọn. Nhưng công thức là vẫn y chang như vậy thôi, cũng ra ngon như thường. Cho nên không sao nha. Sau đó mình nhớ quậy cho đều tất cả lại với nhau. Còn đây là cái hũ cái mà Thao đã đem ra ngoài để nhiệt độ phòng cho nó bớt lạnh đó. Thì mình chọn loại da ua này của Việt Nam. Thì Thao có mua cái hũ cái là Việt Nam. Thì bây giờ Thao làm nhiều lần thì Thao cứ giữ lại một hũ vậy đó, để Thao làm cái mẻ mới. Thì mọi người nếu mà dùng loại mà da ua cái mà của Mỹ á, thì nó ra mùi Mỹ. Còn nếu mà dùng loại da ua cái mà của Việt Nam thì nó ra loại Việt Nam thôi. Mình cứ bỏ cái hũ da ua cái vào trong cái lon sữa bò nè. Rồi mình đổ vài muỗng sữa, hỗn hợp sữa vào trong. Rồi mình quậy đều lên đến khi nào mà da ua cái nó tan đều trong cái hỗn hợp sữa. Thì mình bắt đầu bỏ ngược lại cái tô sữa lớn nha. Sau đó mình lại trộn đều cái hỗn hợp này cho đến khi da ua cái và hỗn hợp sữa mới này nó tan đều lại với nhau. Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ vào hũ da ua. Thì Thao có đây là những cái hũ mà lần trước Thao về Việt Nam Thao mua một lố, mấy lố luôn á. Thì cái hũ này nó có cái nắp nhựa, khi mà mình làm xong mình bỏ vô tủ lạnh thì mình đậy vô. Còn nếu mà mọi người có những cái hũ thủy tinh mà nó không có nắp á, thì mình có thể làm, mình bỏ vô bình thường. Rồi sau đó mình lấy cái miếng ni lông á, mình ráp lại, mình bỏ vô tủ lạnh cũng được, không sao hết. Sau đó mình thường á, thì Thao chuẩn bị một cái thau nước nóng như vậy, thì đo thì mình cỡ khoảng 58-60 độ C. Nếu các bạn mà không có cái đồ đo nhiệt độ này thì mình có thể đo lường là một nước lạnh
và 1 rưỡi nước sôi nha, thì nó ra được là khoảng 60 độ C á, là mình thấy được. Khi mà mình bỏ cái tay vô mình thấy nóng, nhưng mà nó không có nóng như là 100 độ C là phỏng tay là ok rồi đó. Cả nhà mình nhớ cẩn thận cái khâu này nha. Giờ mình đổ cái nước mà 60 độ C vào trong cái son, cái chảo hoặc là cái khay nào đó mà nó có thể đổ lên tới 2/3 cái miệng của cái hũ nha. Sau khi mình chế nước đến 2/3 hũ rồi thì mình bắt đầu bỏ vô trong lò để ủ, thì mình tắt bếp trước khi mình bỏ vô nha các bạn. Lò bây giờ đã nóng, nó hơi ấm ấm á, và các bạn thấy thôi phải thay cái chảo khác, tại vì cái chảo kia bự quá, mình nhiều khi mình làm mình cũng hay quên á. Rồi mình đậy nắp lại, rồi mình ủ dậy qua đêm luôn, tại thao hay làm ban đêm, mình ủ dậy cho nó khỏe đó các bạn. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thao bật lò lên cũng là nhiệt độ giống như lúc trước là 170 độ F và 77 độ C, thao để 4 tiếng đồng hồ thì sau đó là mình có được da ua nha. Đây là thành quả của thao sau 10 tiếng mà ủ trong lò, thì mình lấy ra nè, mình coi nè, nó rất là mịn và nó đông lại như vậy. Khi mà mình lật úp như vậy thì nó không có bị đổ hoặc chảy nước gì hết đó. Lát nữa mình ăn thử nha, nó rất là mịn và láng luôn đó. Các bạn thấy đẹp không đó? Bây giờ mình chuẩn bị, mình đậy nắp lại và mình bỏ dự trữ trong tủ lạnh, thì mình ăn vài ngày như vậy đến khi nào hết thì thôi. Ở nhà thì ông xã thao với mấy đứa con thích lắm, và má thao và người em cũng thích lắm, thành ra thao hay làm cái da u này. Sau khi để tủ lạnh nó lạnh rồi thì mình mở ra ăn thử coi nha. Đó, thao làm, mỗi lần thao làm này thao rất là thích ăn đó. Mọi người thấy nó da u nó láng và mịn ghê không, nó không có bị chảy nước. Mọi người nhớ làm nha, nó ngon lắm. Mà nhớ là mình có da ua cái thì của Việt Nam thì mình ra da ua Việt Nam, còn da ua Mỹ á, thì khó mà ra cái mùi vị của Việt Nam á. Thành ra đó cũng nếu mà da ua Mỹ á, thì cũng vài lần thì mới ra cái vị của Việt Nam. Mình hơi để chua chua một chút á, thì nó giống Việt Nam hơn. Thôi cũng đã đến lúc thao tạm chia tay cô chú, anh chị em và các bạn. Xin cảm ơn tất cả đã xem video của thao. Thao xin hẹn gặp lại tất cả trong những video nấu ăn kế tiếp nha. Bye!